Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, trong đó bệnh lý hở van tim rất phổ biến trong các bệnh lý về tim mạch hiện nay. Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm và thậm chí có thể tử vong, đặc biệt là trẻ nhỏ. Vậy đâu là phương pháp để phát hiện và điều trị căn bệnh này một cách sớm nhất? Ngay sau đây là cuộc trao đổi giữa phóng viên Sức khỏe 24 giờ với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đăng Hùng, khoa phẫu thuật tim trẻ em, Bệnh viện Tim Hà Nội. Mời quý vị cùng theo dõi. Lời đầu tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia cũng như là chia sẻ cùng chương trình Bản tin Sức khỏe 24 giờ của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bác sĩ có thể cho biết là thực trạng của bệnh lý hở van tim được đánh giá như thế nào? Nhìn chung thì với cái bệnh lý van tim thì nó chiếm trong khoảng 2-3% dân số châu Á. Nếu như mà cái hở van, ở đây chúng ta có thể thấy là quả tim nó có 4 cái lá van. Van động mạch chủ, van động mạch phổi, van hai lá và van ba lá. Thế thì hai cái van quan trọng là nằm ở bên buồng tim trái là van hai lá và van động mạch chủ. Thì khi mà nó hở cái mức độ nặng mà không được điều trị thì nó có thể dẫn đến cái tử vong khoảng 20% trong vòng 1 năm và 50% trong vòng 5 năm. Còn nếu như mà không được điều trị một cách phù hợp thì bệnh nhân cũng có thể gặp những cái biến chứng khác, ví dụ như là suy tim, rối loạn nhịp tim hoặc là đột tử. Những cái nguyên nhân cũng như là dấu hiệu của bệnh lý hở van tim thì được thể hiện như thế nào thưa bác sĩ? Có thể chia làm hai nhóm, một cái nhóm gọi là nguyên nhân nguyên phát, ví dụ như là van hai lá thì do loạn sản của cái mô van trong cái quá trình bào thai, hoặc là những cái mà bất thường của cái động mạch vành đuôi quả tim ấy, nó không có cung cấp máu đỏ để nuôi cơ tim và dây chằng van hai lá, cột cơ dây chằng van hai lá, mà nó lại xuất phát từ cái buồng màu đen để nuôi, dẫn đến tình trạng cũng là gây ra một cái tình trạng loạn sản sơ hóa của cái lá van, nó gây ra cái tình trạng tổn thương cũng như hở van rất là trầm trọng. Cái nhóm nữa cũng có thể gặp, đấy là do nhiễm trùng trong cái quá trình sống, nhiễm trùng có một cái căn nguyên nhiễm trùng đâu đấy ở trên cơ thể và nó lan vào làm hỏng các cái lá van hay lá, thì đấy là những cái mà tổn thương mà nó nguyên phát. Thế còn cái nhóm mà chúng tôi gặp nhiều hơn ở đây á, đấy là những cái mà ví dụ như là bệnh lý của cái phần sàn nhĩ thất thì nó chiếm đến khoảng 70% số các bệnh nhân bị hở van hai lá cũng như ba lá. Thế còn nguyên nhân thứ phát ở đây thì do hậu quả của những cái luồng thông bất thường bẩm sinh, ví dụ thông liên thất, thông liên nhĩ hoặc là ống động mạch, nó gây ra giãn cái buồng tim trái và gây ra hở van hai lá. Thì thường thì cái nhóm này thì gặp thì nhiều đấy, nhưng mà xử lý tổn thương thì nó cũng khá là ổn. Một số cái trường hợp ví dụ như là rối loạn mô liên kết hoặc là một số các cái bệnh khác, ví dụ như mắc phăng, thì nó có yếu tố về gen, về di truyền. Trong cái quá trình thăm khám cũng như là điều trị của mình thì các bệnh nhân đến thăm khám thì thường ở trong giai đoạn nào thưa bác sĩ? Đây là bệnh lý bệnh viện về chuyên khoa của tim mạch, cho nên là hầu hết các bệnh nhân đến với chúng tôi ấy, khi đã được sàng lọc, bản thân chúng tôi cũng đi sàng lọc ở cộng đồng, hoặc là các cháu đã được qua tuyến dưới nghe thấy một cái tiếng thổi bất thường thì đến với chúng tôi. Thì đa phần ở đây đấy là những cái bệnh nhân mà nó đã có cái triệu chứng của suy tim hoặc là có những cái triệu chứng của cái bệnh lý tim bẩm sinh khác cần phải xử lý can thiệp phẫu thuật, thường từ khoảng giai đoạn 2. Còn một số ít thì là giai đoạn đầu thì mình cho các cháu theo dõi, đánh giá thêm sau này. Bệnh lý hở van tim thì thường gây ra những cái biến chứng như thế nào thưa bác sĩ? Van hai lá, van ba lá và van động mạch chủ là những cái van mà nó có thể gây ra nhiều cái biến chứng. Thứ nhất đấy là suy tim, nó gây ra giãn cái buồng tim, gây suy tim. Thứ hai là gây ra giãn các buồng tim và gây ra cái tình trạng rối loạn nhịp tim. Thứ ba là gây ra cái có thể gặp đấy là nhiễm trùng trong tim, viêm nội tâm mạch nhiễm trùng đó. Cái thứ tư đấy là những cái triệu chứng mà những cái biến chứng ví dụ như là đột tử đó. Thế thì những cái mà biến chứng của cái bệnh lý hở van tim. Bác sĩ hãy đưa ra lời khuyên cho các bệnh nhân trong quá trình thăm khám cũng như là điều trị bệnh lý hở van tim. Hở van tim thì của trẻ con thì cái số nhiều thì nó gắn với những bệnh tim bẩm sinh, còn lại một số ít thì nó là những nguyên nhân nguyên phát. Thế thì dù là cái tình huống nào đi chăng nữa thì những cái thăm khám ban đầu qua những cái đợt khám sàng lọc ở cộng đồng hoặc là khám sức khỏe
ở các cái cơ sở y tế mình khám định kỳ á, thì chuyên môn chúng tôi có thể nghe được những cái tiếng thổi, đó là những cái mà phát hiện đầu tiên. Và sau đó thì khi mà có những cái kết luận ban đầu đó thì mình sẽ chuyển đến bệnh viện chuyên khoa về tim mạch. Trong cái quá trình chăm sóc các con nhỏ thì bố mẹ có thể thấy những cái triệu chứng khác của bệnh lý tim mạch, ví dụ như là thở nhanh, rút nõm, bú hơi ngắn, bú kém, ví dụ như vậy, hoặc là con kêu ra là tình trạng chống ngực, khó thở khi mà hoạt động thể dục thể thao thì có thể cho con đi thăm khám. Xin cảm ơn những chia sẻ ý nghĩa của bác sĩ.